Bộ bàn ghế cà phê Hiroshima là một bộ nội thất được thiết kế đặc biệt cho không gian quán cà phê, mang đến vẻ đẹp tinh tế và sang trọng. Bộ bàn ghế này được lấy cảm hứng từ phong cách hiện đại Nhật Bản, với sự kết hợp giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại. Bộ bàn ghế cà phê Hiroshima gồm một bàn và một số lượng ghế tùy theo nhu cầu sử dụng. Bàn có kích thước nhỏ gọn, thích hợp cho không gian nhỏ hẹp trong quán cà phê. Mặt bàn được làm từ chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp, có độ bền cao và khả năng chịu lực tốt. Mặt bàn có thể có các hoa văn hoặc họa tiết trang trí để tạo điểm nhấn cho không gian. Ghế cà phê Hiroshima không chỉ mang lại sự thoải mái cho người ngồi mà còn được thiết kế theo nguyên lý ergonomics để đảm bảo sự thoải mái tối đa cho người sử dụng. Phần lưng của ghế được nghiêng về sau, ôm lấy lưng người ngồi và bề mặt ghế được đánh bóng và xử lý mượt mà, tạo cảm giác êm ái và thoải mái. Ghế cà phê Hiroshima không chỉ có một mẫu duy nhất mà còn có nhiều phiên bản khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Có thể kể đến mẫu ghế gỗ sồi giá rẻ, phù hợp cho các quán cà phê, nhà hàng hay sân vườn. Ngoài ra, còn có mẫu ghế gỗ cao su chất lượng cao, mang lại sự sang trọng và tiện nghi cho không gian. Hiện nay trên thị trường có nhiều phiên bản ghế cà phê Hiroshima như ghế Hiroshima lưng cao, lưng thấp, gỗ sồi, gỗ cao su, mặt ngồi bằng gỗ, nệm, v.v. Để đặt hàng bộ bàn ghế cà phê Hiroshima, quý khách hàng có thể liên hệ với nội thất Đức Thông, công ty chuyên sản xuất bàn ghế cà phê uy tín. Chúng tôi cam kết mang lại chất lượng sản phẩm tốt nhất và giá cả hợp lý cho khách hàng. Sản xuất bởi xưởng nội thất Đức Thông, một công ty uy tín trong ngành nội thất, ghế cà phê Hiroshima đáp ứng nhu cầu của khách hàng với sự đa dạng về mẫu mã và chất liệu. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0909855844 để đặt hàng và trải nghiệm sự thoải mái của bộ bàn ghế cà phê Hiroshima ngay hôm nay.